Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành Bộ Tiêu chí Văn hóa Giao thông Đường bộ. Sau 5 năm triển khai thực hiện, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn kém. Chính bởi vậy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ, nhất là tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện vẫn diễn ra khá nhiều. Phản ánh của phóng viên thời sự về thực trạng này qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Bắc Giang. Qua việc kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, người đàn ông này đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe, song đã không làm việc với tổ công tác của đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Bắc Giang, mà để xe lại và rời đi, dù cho cán bộ của tổ công tác đã giải thích, tuyên truyền và thông báo lỗi vi phạm. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện mà tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trong buổi tối 17 tháng 5 trên đường tỉnh 295B. Đủ các lý do được đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Lúc điều khiển giao thông không uống rượu bia anh. Sao bản thân mình đã uống? Không có đâu, lúc giải lao em ngồi xuống lúc chủ nhà đã mời cốc bia con thôi mà. Tiêu chí về văn hóa giao thông được ban hành nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân thực hiện tiêu chí giao thông đường bộ đã được thực hiện. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn kém, dẫn đến tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Văn hóa giao thông ấy, thì người đi đường đội không đội mũ thì là sai. Thứ nhất, thứ hai là đi phải công tác gọi là hai bên, cả bên giao thông và bên người đi đường cùng kết hợp với nhau để làm cho giao thông nó trật tự, cho nó để giao thông nó an toàn cho người dân Việt Nam. Cái văn hóa giao thông đây đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, thế thì phải thể hiện cái sự là khi tham gia giao thông là chúng ta phải nhường nhịn nhau là một, hai là chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an toàn giao thông, như là đi trên xe thì phải đủ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đối với điều khiển xe mô tô không chở quá số người quy định, và đặc biệt là không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Văn hóa giao thông chính là nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông khi đi trên đường. Qua đó để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho mình và mọi người khi tham gia giao thông. Vậy mà vẫn có những người ý thức kém, coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông.